Bạn đang xem Người Đưa Tin TV. Theo dự kiến, ngày 14 tháng 7 sẽ có điểm của kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia và thí sinh sẽ được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển từ ngày 22 tháng 7 đến 17 giờ ngày 31 tháng 7. Theo đó, mỗi thí sinh chỉ được điều chỉnh nguyện vọng một lần trong thời gian quy định và chỉ được sử dụng một trong hai phương thức, trực tuyến hoặc bằng phiếu đăng ký xét tuyển. Điều chỉnh bằng phương thức trực tuyến, thí sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu cá nhân để thực hiện việc điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển. Phương thức này chỉ hợp lệ khi số lượng nguyện vọng sau khi điều chỉnh không lớn hơn số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu trong phiếu đăng ký dự thi. Điều chỉnh bằng phiếu đăng ký xét tuyển, thí sinh được điều chỉnh tăng thêm số lượng nguyện vọng so với số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu trong phiếu đăng ký dự thi và phải nộp bổ sung lệ phí cho số nguyện vọng tăng thêm đó. Thí sinh phải điền đầy đủ thông tin vào phiếu đăng ký xét tuyển và gửi trực tiếp về điểm thu nhận hồ sơ theo quy định. Lưu ý thí sinh phải đúng mã trường, mã ngành, nhóm ngành, mã tổ hợp xét tuyển của trường. Nguyện vọng nào không đúng sẽ không được hệ thống phần mềm chấp nhận và bị loại. Cảm ơn bạn đã xem Người Đưa Tin TV.